Xin chào quý vị và các bạn, kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa trải qua những ngày mưa to và liên tục. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày mà còn trực tiếp tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp. Ngập úng là tình trạng thường thấy sau mỗi đợt mưa, đòi hỏi các đơn vị sản xuất phải tính đến giải pháp chống úng. Tôi được biết có một giải pháp ý tưởng mới không chỉ có tác dụng lấy nước ra để chống úng mà còn có thêm nhiều chức năng như lấy nước vào, lấy nước tự chảy, là đập ngăn nước và còn có thể làm cầu đi lại nữa. Vâng, tôi cũng tò mò xem giải pháp ý tưởng mà anh vừa giới thiệu như thế nào. Vâng, không để khán giả và chị phải chờ lâu nữa, ngay sau đây chúng ta sẽ đến với giải pháp ý tưởng cầu đập nước trạm bơm đa năng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Vừa là trạm bơm, lại vừa làm đập nước, cầu cho người đi lại. Ý tưởng này lần đầu tiên xuất hiện tại tỉnh Nam Định cũng như ở Việt Nam, được thực hiện bởi anh Đinh Xuân Mộc, công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Đỉnh Mộc, xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường. Đúng như tên gọi, cầu đập nước trạm bơm đa năng phục vụ sản xuất nông nghiệp, tác giả Đinh Xuân Mộc đã tạo nên một sản phẩm có công suất 2.000 mét khối một giờ, năng suất tăng gấp 20 lần so với máy thông thường, phục vụ tốt cho việc chống úng và chống hạn. Điểm sáng tạo của sản phẩm chính là phần nguyên lý hoạt động của máy với 4 van. Khi thực hiện chức năng lấy nước vào để chống hạn, chỉ cần đóng cửa van số 3 và số 4, mở cửa van số 1 và số 2. Máy hoạt động, trục đứng quay, các cánh quạt sẽ hút nước từ sông qua cửa van số 1 vào buồng chứa, rồi đẩy nước lên qua cửa van số 2 vào mương chứa, rồi chảy vào ruộng. Khi thực hiện chức năng lấy nước ra để tiêu nước, chỉ cần đóng cửa van số 1 và số 2, mở cửa van số 3 và số 4. Máy hoạt động, trục đứng quay, các cánh quạt sẽ hút nước từ mương chứa nước ruộng qua cửa số 2 vào buồng chứa, rồi đẩy nước lên qua cửa van số 4 ra sông. Khi nước ở sông lớn mà cần lấy nước vào ruộng, chỉ cần mở cửa van số 1 và số 3. Nước ở sông tự chảy qua cửa van số 1 vào buồng chứa, rồi chảy qua cửa van số 3 vào mương chứa nước, rồi vào ruộng. Ngược lại, khi nước ở ruộng lớn và nước ở sông cạn, muốn tiêu nước, chỉ cần mở cửa van số 3, nước sẽ chảy vào buồng chứa, rồi chảy qua cửa van số 1, ra sông. Ý tưởng thú vị mà tác giả Đinh Xuân Mộc tạo ra trong sản phẩm, đó là bên trên trạm bơm, tác giả thiết kế khung chịu lực, rồi hàn các tấm thép, tạo ra một chiếc cầu bắc qua sông, có kích thước dài 9m, rộng 3,5m, rất chắc chắn, phục vụ cho việc đi lại sản xuất của người và phương tiện. Sản phẩm cầu đập nước trạm bơm đa năng được thiết kế không dùng xăng dầu nên có thể giảm ô nhiễm môi trường và giảm tiếng ồn. Theo tính toán, mỗi năm có thể tiết kiệm được 250 triệu trong sản xuất. Vâng, theo dõi những hình ảnh vừa rồi thì tôi đã hiểu tại sao lại gọi là giải pháp ý tưởng này là cầu đập nước trạm bơm đa năng. Chính là nó đã tích hợp được nhiều công dụng trong một sản phẩm. Để khán giả và chị có thể hiểu hơn về ý tưởng này, mục người trong cuộc ngay sau đây chúng ta sẽ theo dõi những tâm sự của tác giả Đinh Xuân Mộc. Ngay từ khi chúng tôi có cái chủ trương là thuê ruộng của bà con nhân dân để xây dựng cái mô hình cánh đồng mẫu lớn, thì chúng tôi đã nghĩ ngay đến cái việc là mình làm như thế nào để là đảm bảo được cái tưới tiêu cho cây trồng. Bởi vì là các cụ xưa đã thường nói là nhất nước nhì phân, do vậy mà cái khâu tưới tiêu nó là quan trọng nhất. Sau khi mà chúng tôi xây dựng cái cầu trạm bơm này thì chúng tôi nghĩ ngay đến cái việc mà mình làm như thế nào có thể là nó phải nhanh, kịp thời mà nó lại không ảnh hưởng gì đến cái dòng chảy. Do vậy mà tôi nghĩ đến cái việc mà mình làm một cái trạm bơm bằng thế là sắt thép để thế là mình hàn thành một cái trạm bơm. Bên cạnh đó thì để cho nó tiện cái việc thế là
lưu thông đi lại, thì là tôi lại là thiết kế thành một cái cầu luôn. Nếu như mà gặp phải cái lần mà mưa lớn như cái đợt vừa rồi ấy, thì cái cầu trạm bơm của chúng tôi vẫn đảm bảo là nước cái vùng ruộng là của chúng tôi là vẫn đảm bảo là không bị ngập úng. Bởi vì là cái cầu trạm bơm này có thể nói là cái công suất của nó lớn, nó gần 2.000 mét khối giờ. Nếu như mà có cái đơn vị nào mà có cái diện tích đủ lớn thì có thể là lên là xây dựng cái hệ thống cầu trạm bơm như thế này, vì nó là rất là thuận lợi, vừa là thuận lợi cho việc giao thông, vừa là không cản trở gì dòng chảy của sông, vừa là đảm bảo được cái là tưới tiêu. Mà nếu như mà có cái diện tích đủ lớn thì có thể nói là cái cầu trạm bơm này là nó rất là hiệu quả. Trong quá trình thực hiện để mà thi công cái cầu này thì thực ra thì nó cũng không có khó khăn gì lớn, bởi bản thân chúng tôi là một cái đơn vị là cơ khí, thì cái việc mà sản xuất chế tạo một cái cầu trạm bơm này thì nó cũng là đơn giản. Nó chỉ có một điều là về cái mặt bằng thì nó hơi chật chội, nó khó khăn cho cái việc mà mình là thi công thôi. Chứ còn để sau khi mà thi công thì là đưa cái máy múc xuống là nó kéo chắn ngang cái dòng sông thì nó cũng là rất là thuận lợi, mà chỉ có là khoảng độ 3-4 người là hạ thủy là rất là dễ dàng. Có thể nói là riêng cái cầu trạm bơm của chúng tôi thì chúng tôi là rất tự tin về mình trị thủy cái vùng là cánh đồng mẫu lớn của mình, yên tâm về cái việc mà tưới và tiêu để là chăm sóc cái cây trồng cho nó đảm bảo cái sinh trưởng, thời gian sinh trưởng của nó. Chúng ta vừa theo dõi giải pháp ý tưởng của anh Đinh Xuân Mộc. Giải pháp này đã đạt giải 3 trong hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Nam Định lần thứ 6 vừa qua. Giải pháp của anh Đinh Xuân Mộc và nhiều giải pháp khác tham dự hội thi cần phải lưu ý những vấn đề gì? Chúng ta sẽ cùng theo dõi trong mục phim tình huống ngay sau đây. Chào bạn. Khỏe không? Khỏe ạ. Bạn ngồi đi. Ồ, được rồi. Ok. Này, ông làm gì mà chăm chú thế? Tôi đang xem cái giải pháp về quản lý trường học của mấy cái cậu ở Sở Khoa học Công nghệ ấy. Này, cái giải pháp này năm ngoái được giải nhất đấy. Mà này, cái bọn trẻ bây giờ ấy trông vậy mà thông minh ra phết. Đương nhiên, bọn trẻ bây giờ được ăn học nhiều hơn mình trước đấy, mà lại được tiếp cận với khoa học công nghệ ngay từ sớm. Mà này, thế cái giải pháp mà năm ngoái ông nấu, thế năm nay ông đã gửi đi chưa? Chắc chắn là tôi đã gửi đi rồi. Có thế chứ, có thế mới thể hiện được trí lực của cánh mình chứ. Mình vừa sản xuất, vừa sáng tạo. Thế ông đã đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho giải pháp của ông chưa? Đây, ông cứ uống nước đi. Này, cái vấn đề mà đăng ký ấy, theo tôi thì không cần thiết đâu ạ. Tại vì mình đã đăng ký hội sáng tạo khoa học kỹ thuật rồi, thì cũng coi như là mình đã đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ rồi. Ông có thấy đúng không? Chị, ai nói với ông thế hả? Tôi nói cho ông biết nhá, nhớ có ai đó họ sao chép cái giải pháp của ông rồi đem đi đăng ký thì sao nào? Ông bạn của tôi ơi, ông bạn lại bắt đầu lẩm cẩm rồi. Ông phải biết là chỉ có ban tổ chức mới có ý kiến sáng tạo của tôi thôi. Mà chẳng lẽ trong ban tổ chức lại có người sao chép ý kiến sáng tạo của tôi à? Ông bạn đã bắt đầu nghĩ xấu rồi đấy. Cái gì? Ông bảo tôi nghĩ xấu á? Ý ông là tôi suy diễn. Tôi tâm địa xấu xa chứ gì. Thôi được rồi, tôi không nói chuyện đến giải pháp của ông nữa, được chưa? Thôi thôi, ông bạn làm gì mà căng thế? Tôi biết là ông bạn chỉ muốn tốt cho tôi thôi, nhưng mà tôi chắc chắn một điều là
không bao giờ có chuyện ấy xảy ra đâu. Tôi không nói là ban tổ chức họ sao chép giải pháp của ông, nhưng ý, nhớ có một ai đó họ có giải pháp giống hết giải pháp của ông thì sao? Thế thì mới gọi là tư tưởng lớn gặp nhau, có đúng không? Này em đùa, tôi đang rất nghiêm túc đấy. Rồi. Tôi nói cho ông biết nhé. Ví dụ như cái người ấy, họ có giải pháp giống hệt của ông, rồi họ đem đi đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ trước ông. Ông đăng ký xong. Này, lúc ấy ấy, ai sao chép của ai, ai đúng ai sai, mà ai là kẻ xấu đây? Cái tay này, trông vậy mà lý sự ra phết. Câu hỏi theo bạn, ông Hùng nói khi tham dự hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh thì đồng nghĩa với việc được đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho sản phẩm của mình là đúng hay sai? Đáp án là sai. Theo thể lệ hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Nam Định, việc tham gia hội thi không thay thế cho việc đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ. Khi thấy giải pháp cần được bảo hộ như sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, ban tổ chức sẽ thông báo cho người dự thi lập hồ sơ yêu cầu được bảo hộ. Các giải pháp dự thi hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh muốn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nên tiến hành đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ trước ngày công bố trao thưởng của ban tổ chức hội thi. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Sở hữu trí tuệ và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến phản hồi của quý vị và các bạn để chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Mọi ý kiến phản hồi xin gửi về địa chỉ Ban biên tập chương trình Sở hữu trí tuệ và cuộc sống, Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định, số 6 đường Nguyễn Viết Xuân, khu đô thị Hòa Vượng, thành phố Nam Định. Facebook Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định, chương trình Sở hữu trí tuệ. Xin kính chào tạm biệt.